Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra 1 giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Tiếng súng. Trong tiểu khu có người có súng hay sao? Ơi Trần Chính Hào, hắn ta vẫn chưa chết. Sau khi ngừng cấp nước, cơ bản là lúc này phải ra ngoài đào tuyết để tan ra uống. Hắn ta và đám tay sai của mình ngắm trúng thời cơ này. Nhà ở tầng 3 chết chắc rồi, vật tư bị cướp rồi còn bị bắn. Ơi không chết thì cũng chẳng có cách nào để kiên trì được đâu. Hào ca, đồ đạc lấy đi hết rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Đừng gấp, ra ngoài phủ đầu với đám nhát gan này đã rồi tính. Tuyết lớn phủ kín thành phố lâu như thế rồi, chúng ta không trông chờ vào ai được, bắt buộc là phải dựa vào chính mình. Từ bây giờ trở đi, Trần Chính Hào tôi phụ trách 25 căn nhà ở đây. Sau này, tất cả mọi chuyện ở đây đều do tôi quyết định. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể để mọi người sống yên ổn, nếu ai muốn làm chim đầu đàn. Ơi, Trần Chính Hào đúng là cao mình, chẳng trách có thể như diều gặp gió trong xã hội này. Đạn trong súng lục và người dưới quyền trung quy cũng có hạn, hắn không thể nào đối phó với cả tòa nhà này được. Thế nên trước tiên vừa đấm vừa xoa, để cho tất cả mọi người đều căm hận nhưng không làm gì được. Lập thêm một nhóm mới. Trần Chính Hào đúng là một tên ma quỷ. Hắn ta đi cướp của ba nhà đều là phá cửa xông vào cả. Phòng 301 tầng 3 có hai thanh niên ở, tính cách mạnh mẽ, còn muốn phản kháng trực tiếp bị hắn dùng súng đánh chết rồi. Hai nhà khác là 302 và 401 bị dọa sợ như thế nên giao hết đồ ăn đồ uống trong nhà ra cho hắn rồi. Chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau đối kháng với tên ác ma Trần Chính Hào này. Nhưng mà trong tay hắn có súng. Có súng thì làm sao chứ, một khẩu súng thì có thể có mấy viên đạn. Chúng ta cùng xông lên, hắn ta sao mà chống đỡ được. Vậy lúc nào chúng ta động thủ? Đây là định khởi nghĩa vũ trang à? Chuyện này không phải là vấn đề. Chúng ta chắc chắn là có thể xử lý được hắn. Dù sao hắn cũng là tội phạm chạy trốn. Dưới trướng còn có mấy tên xã hội đen, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Đúng, làm bừa là hành động liều lĩnh. Chúng ta phải dùng trí tuệ để chiến thắng. Vừa bắt đầu đã hét lớn dùng trí tuệ để chiến thắng, vừa lấy kêu gọi ngạo mạn như thế, nghe là muốn để người khác máu dồn lên não bị chặn đạn thì có. Không thể nào để Trần Chính Hào bọn họ tiếp tục như này nữa. Còn làm như này nữa, mọi người đều bị hắn giết chết. Cho dù không bị súng bắn chết, bị cướp hết đồ ăn đồ uống thì chẳng phải vẫn chết hay sao? Tôi có thể dẫn đầu, mọi người đi cùng tôi qua đó giáo huấn đám súc sinh kia một trận. Tôi ủng hộ chú Vũ, tôi ủng hộ chú Viu. Chú có cần vũ khí hay không? Chúng có thể dùng dao phay trong nhà chúng tôi. Trần Chính Hào là một tên què, chú Viu như này đi. Tìm cơ hội đánh nhén hắn, đừng cho hắn cơ hội. Trần Chính Hào bọn họ có 5-6 người, còn có súng nữa. Một mình tôi qua đó chắc chắn là không ổn, ít nhất là phải có mười mấy thanh niên đi cùng tôi mới có thể an toàn. Không được, bác Lâm ở tổ dân phố mới nửa hết đồ của chúng tôi đi rồi, ai biết chú Viu có giống bà ta không chứ. Bà già đó lừa đi, đồ bảo mệnh rồi. Nếu như chú đem theo người có sức chiến đấu đi đầu hàng cho Trần Chính Hào, vậy người già, phụ nữ và trẻ em còn lại phải làm sao đây? Không phản kháng chẳng lẽ chờ đám Trần Chính Hào đến tận cửa thu hoạch hay sao? Mọi người không đoàn kết, sớm muộn gì từng người cũng sẽ bị đánh bại. Lưu Điềm Điềm nói đúng. Ai biết chú Viu có phải là gián điệp thông đồng với Trần Chính Hào để dụ địch vào trong không chứ? Coi mạng người như cỏ rác như vậy, ai thích thì đi mà làm, chủ động tấn công lại bị mấy người nói thành coi mạng người như cỏ rác. Đồ quỷ nhát gan ham sống sợ chết. Nói ai là quỷ nhát gan? Nếu như mấy người tinh nhuệ đều bị giết chết, ai bảo vệ vợ con của chúng ta? Dù sao Trần Chính Hào như thế cũng không chống đỡ được đâu. Vẫn là mình quá kỳ vọng vào bọn họ rồi. Chuyện đến nước này rồi còn đổ lỗi cho nhau. Phần lớn những người này đều chết cũng chưa hết tội. Nóng quá. Ây, thằng nào thằng đấy cũng chậm gì gì đợi bữa tối à? Nhanh nhẹn lên. Anh Hào, hay là thôi đi, những người khác trong tòa nhà này chắc hẳn là vẫn còn đồ ăn, cũng không đến mức bây giờ phải ra tay với anh em trong nhà. Bớt nói nhảm đi, bảo mày làm thì làm đi. Người đã bệnh chết rồi còn để ở trong nhà, mày cũng muốn giống như bọn nó à? Đừng, anh Hào nói đúng, người đã chết rồi thì phải tận dụng,
Bọn nó có thể giúp chúng ta sống thêm một thời gian ngắn. Đây là chuyện tốt biết bao chứ. Mày hiểu được, mày hiểu là được. Không phụ tấm lòng khổ tâm của tao. Nếu như không phải là trong tay mình có súng, bây giờ đám người này chắc chắn là đã nghe theo mình hết. Chỉ có cùng ăn thịt, mọi người mới quay nhau như là cùng ngồi một trên chiếc thuyền. Trần Chính Hào này đúng là ác thật, để xác chết ở cửa. Có lẽ là chuẩn bị khi nào hết thức ăn thì lấy bọn họ làm thức ăn dự phòng. Nếu như hắn ta thật sự động đến mình, thì mình thì tìm cơ hội giết hắn thôi. Hôm sau, mọi người mau đến cứu tôi với. Tôi ở dưới tầng của Trần Chính Hào, bây giờ bọn họ đang phá cửa. Viu Kế Quang, chú Viu, mau cứu cháu. Chú không phải là cựu chiến binh hay sao? Bọn họ chắc chắn là không đánh lại chú. Không thể nào tin tưởng đám người này được. Quá là hung ác, mọi người đoàn kết lại. Ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện gì, tiếp theo sẽ đến lượt mấy người đấy. Đừng mà, cầu xin mấy người tha cho tôi. Thức ăn trong nhà tôi sẽ đưa cho mấy người hết. Tha cho tôi đi. Cứu mạng. Để cô làm rùa rụt cổ, báo ứng đến rồi nhỉ? Đúng là báo ứng kiếp này. May mà người bị khai đao trước là cô. Chết hay lắm, ít nhất là cũng tranh thủ được thời gian cho mọi người. Không được, nhất định là phải nghĩ cách. Không thể nào như này tiếp nữa. Trần Chính Hào và đám xã hội đen kia có thể ra tay được. Phải người đàn bà khác, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng ta. Vậy còn có cách nào nữa? Không vào được trong nhà của Trương Dịch, chúng ta sẽ mau chóng rơi vào kết cục như là Liễu Điềm Điềm thôi. Nói tin tức vật tư trong nhà Trương Dịch cho người có thể tin tưởng được, liên thủ này cùng nhau chiếm nhà của hắn. Chào mừng người gia nhập nhóm mới. Trương Dịch, bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm, Trần Chính Hào bọn họ sớm muộn gì cũng cướp đồ của chúng ta. Mọi người ở giải rác, chúng ta thiếu một nơi cứ điểm tốt. Trong nhà anh có ban công, hơn nữa cửa chống trộm vô cùng vững chắc. Chúng em hy vọng anh có thể gia nhập tổ đội của chúng em. Xem ra Phương Vũ Tình đã nói cho bọn họ biết tình hình ở đây rồi. Mánh khóe không tồi đấy. Cũng không hỏi xem cái chân kia của Trần Chính Hào là bị ai phế đi. Tôi không cần, cảm ơn. Bây giờ một mình tôi sống rất thoải mái. Tìm người khác chung thì nơi khác tìm đi. Thì đi nơi khác tìm đi. Tính toán đến cả mình rồi. Không phải bọn họ tưởng chiêu này sẽ có tác dụng đấy chứ. Trương Dịch, bây giờ mọi người đều gặp nguy hiểm, cậu không thể nào thiển cận như vậy. Chỉ có mọi người cùng nhau chúng ta mới có thể sống tiếp được. Chỉ là vì cậu có ban công, thuận tiện lấy nước tuyết hơn, mọi người mới chọn chúng nhà cậu. Đôi bên cùng có lợi, mọi người cũng có thể bảo vệ cậu. Em thừa nhận bọn em cần anh, nhưng mà anh nghĩ xem, anh chỉ cần cho mọi người vào nhà tránh nạn, thì anh có thể cứu sống 7-8 mạng người còn gì. Mẹ nào, anh nhẫn tâm nhìn bọn em bị Trần Chính Hào giết chết. Chúng ta là bạn bè, hàng xóm bao nhiêu năm rồi cơ chứ. Đến lúc này rồi, có thể sống tiếp được hay không dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Các người chẳng có chút giá trị nào với tôi cả. Dựa vào gì mà muốn tôi bố thí? Trương Dịch đã rời khỏi nhóm chat. Đúng là vô lương tâm. Chúng ta đều là người quen, lời nói vô nhân tính như thế mà anh ta cũng nói ra được. Tôi nể tình em họ, nên cho cô tạm thời vào trong nhà. Hơn nữa các cô cũng đã hứa sẽ thuyết phục Trương Dịch để bọn tôi vào trong nhà anh ta. Bây giờ cậu ta không đồng ý, cô nói xem chuyện này phải làm sao. Không cần khách khí với loại người này, dù sao trong nhà của hắn cũng chỉ có một mình hắn. Chúng ta cứ che chắn phòng vệ, rồi lại cưỡng chế phá cửa nhà hắn là được. Cứ làm thế đi, loại người suy nghĩ cho bản thân mình, không lo nghĩ cho người khác không xứng ở căn nhà tốt như vậy. Trước kia tôi từng làm ở công ty mở khóa. Chuyện như này rất là dễ dàng, mọi loại khóa thường dùng ở trên thị trường tôi đều có thể mở. Tốt quá rồi, chỉ cần mở được cửa chống trộm, mấy người chúng ta có thể tràn vào, để tôi xem anh ta còn phản kháng kiểu gì nữa. Ngoại trừ hắt nước ra, mày cũng chẳng có thủ đoạn gì nữa cả. Đợi bọn ta vào rồi thì mày xong đời rồi, Trương Dịch. Lén nút phá khóa. Ơi, cửa an toàn tăng thêm năng tầng phòng ngự, tương đương với cửa chống trộm trong ngân hàng, nếu như dễ dàng bị bẻ khóa như thế. Tiền của tôi chẳng phải là lãng phí rồi sao? Hệ thống kiểm soát nhà an toàn đã kích hoạt chức năng bảo vệ điện áp cao. Cứu, cứu tôi. Trương Dịch, xúc sinh đáng chết, mày cút ra đây cho lão tử. Vốn dĩ bọn tôi muốn sang đây thương lượng nhẹ nhàng chuyện ở chung nhà, sao cậu lại ra tay giết người? Bây giờ Lục Đào đã chết rồi, cậu không định giải thích cho bọn tôi hay sao? Ơi, tiếp tục giả vờ thú vị lắm sao? Sau khi các người bẻ được khóa, bước tiếp theo chính là giết chết tôi, hoặc là đuổi tôi ra ngoài để tôi tự sinh tự diệt.
Đây vốn dĩ là nhà của tôi. Các người đã định thân nhau giống như là các người mới là chủ nhân thật sự, không biết sống chết. Đi trước đã, Trương Dinh đúng thật là muốn giết chúng ta. Ơi giữ được rừng xanh không no không có củi đốt, chúng ta rút lui trước. Khoan đã, đừng bỏ lại tôi. Đợi chúng tôi với chị Vương. Những mũi tên này đều dỉ xét rồi. Ơi, con rùa rụt cổ kia đúng là độc ác, cố ý dùng mũi tên dỉ xét đối phó với chúng ta. Không có thuốc kháng sinh các loại, thời tiết này bị trúng chiều thì chỉ có thể chờ chết. Đừng, đừng mà, sao lại như thế chứ? Chó cái, đâu là do cô hại cả. Không phải mấy người nói trong nhà của hắn chỉ có cửa là chắc chắn thôi sao? Vì sao lại còn có tên? Có phải mày đã biết từ lâu rồi nên mới chạy xa như thế đúng không? Tôi cũng không biết mà, hai lần trước bọn tôi qua đó, hắn cũng không dùng nỏ tấn công bọn tôi. Chị họ đừng thế, em có thể làm chứng, vũ tình cô ấy thật sự là không biết. Bây giờ chúng ta đều bị thương rồi, có cần phải có người chăm sóc. Còn không mau qua đây giúp đi, bị thương nặng như thế rồi chỉ có thể nhờ bác sĩ Chu giúp thôi. Bác sĩ Chu, tính mạng của mấy người nhà chúng tôi nhờ hết vào cô đấy. Lại là bị trúng tên. Lại, còn có ai bị mũi tên bắn bị thương hay sao? Không có, là bệnh nhân lúc trước ở trong bệnh viện. Vết thương quá sâu, trừ khi có thiết bị chuyên nghiệp để làm phẫu thuật, nếu không tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn. Xử lý đơn giản, hoặc là rút mũi tên ra đều sẽ bị nhiễm trùng, không có thuốc kháng sinh trị liệu. Đến lúc đó Anna, Trương Dịch đó đúng là độc ác, nhất định là hắn ta cố ý. Sao hắn ta lại ác độc như thế chứ? Cho dù chúng ta chiếm nhà của hắn, cũng sẽ không lấy mạng của hắn mà. Trương Dịch, anh ta là chủ phòng ở đây sao? Hình như trước kia có tình cờ gặp vài lần, những vết thương này vậy mà do anh ta làm sao? Tóm lại, nếu như không có thuốc, tự tiện rút cung tên ra sẽ rất nguy hiểm, hy vọng mọi người có thể hiểu được. Thuốc. Tôi nhớ trong nhà Trương Dịch có, một tháng trước chính mắt tôi nhìn thấy có người giao rất nhiều thuốc đến nhà hắn ta. Vào tầm một tháng trước, Trương Dịch dường như thay đổi hoàn toàn, bắt đầu điên cuồng tích trữ đồ đạc. Hầu như mỗi ngày đều nhìn thấy hàng được đưa đến nhà hắn. Có một lần xe của công ty thuốc tợt đến tiểu khu, Trương Dịch đi nhận. Thuốc kháng sinh không phải là thuốc gì quý hiếm. Nếu như anh ta biết trước tai họa sẽ ập đến mà tích trữ hàng hóa, nhất định cũng sẽ có rất nhiều thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt. Vậy chúng ta mau đi tìm Trương Dịch, vết thương của tôi là do hắn gây ra, phải để hắn ta lấy thuốc cứu tôi. Ây à, tôi nghĩ mình sắp chết rồi, mọi người mau nghĩ cách đi. Vừa nãy chúng ta bị cậu ta đuổi đi, bây giờ sao Trương Dịch có thể đưa thuốc để cứu mạng chúng ta chứ? Chúng ta cũng không làm hại hắn ta, mà còn dự định sau khi phá cửa, để lại chút vật tư cho Trương Dịch. Là vì anh ta không hiểu lòng người tốt mà ra tay, chúng ta mới là người có lý, sợ gì chứ? Chuyện này giao cho cô làm đấy, nếu như cô đã đề ra trước. Hơn nữa, trước kia Trương Dịch từng theo đuổi cô đi là hợp lý nhất. Đúng, nếu không phải là tại cô thì chúng tôi cũng không bị thương. Vũ Tình, chuyện này phải ủy khuất em một chút rồi, chúng ta sống yên ổn thì mới có thể bảo vệ em được. Vậy tôi sẽ cố hết sức thử xem. Bác sĩ Chu, giúp bọn họ lấy mũi tên ra trước đi, thả lỏng tay làm là được. Alo, có chuyện gì không? Trương Dịch, Lục Đào chết rồi, đám người Chu Bằng bị anh bắn trúng, cũng sắp chết rồi. Chết rồi thì chết thôi, sớm muộn gì cũng phải chết mà. Không phải mấy người tưởng rằng có thể sống sót qua trận bão tuyết này đấy chứ? Bão tuyết phủ kín thành phố, tòa nhà này đã trở thành một hòn đảo bị cô lập. Bây giờ sống tạm bợ cho qua ngày thì làm sao? Một khi vật tư cạn kiệt rồi, những người còn lại dù không bị Trần Chính Hào giết chết cũng sẽ bị lạnh chết đói. Trương Dịch, em biết là em sai rồi, đều trách em không tốt. Phụ tấm chân tình của anh, em sẽ sửa mà, không thể nào tha thứ cho em sao? Chú Bằng bọn họ bị ăn bắn trúng, trong nhà không có thuốc, bọn họ sẽ bị nhiễm trùng mất. Không phải trước kia anh mua rất nhiều thuốc hay sao? Cầu xin anh cho bọn em vay một ít thuốc. Em đảm bảo sau này sẽ không đến làm phiền anh nữa. Trương Dịch, bây giờ mọi người
đều ăn bữa nay no bữa mai, lại còn có tên ác bá Trần Chính Hào làm hại đến tính mạng. Làm người đừng quá tuyệt tình, nói không chừng sau này có lúc còn cần tới bọn tôi. Tuyệt tình, vậy cô đoán xem, sao tôi lại dùng mũi tên gì xét để bắn bọn họ? Tôi chính là muốn thấy kết cục mấy người bị thương, bị nhiễm trùng, bị đau khổ dày vò mà chết đi trong tuyệt vọng và thống khổ. Xác của đồng bọn các người còn chưa mang đi này, cho dù thế nào oán hận này là vô tận. Giúp các người, đợi ngày sau các người đến báo thù à? Bọn tôi không phải là người như thế, đừng nói nữa, đúng là nhạt nhẽo. Tạm thời niệm tình, tôi từng theo đuổi Phương Vũ Tình. Tôi có thể suy nghĩ chỉ để mình cô ta qua đây. Anh Trương Dịch, là Tình Nhi vào ở trong nhà anh sao? Sau này Tình Nhi chính là người phụ nữ của anh. Anh muốn làm gì Tình Nhi cũng được. Muốn cái gì Tình Nhi cũng nghe anh, được hay không? Được thôi, mau qua đây đi. Đưa tớ đi cùng, đưa tớ đi. Nhưng mà Vũ Tình, người tôi yêu chỉ là một mình cô phải duy trì khoảng cách với những người không đàng hoàng kia, đừng để họ cản trở chúng ta, có đúng không? Tất cả đều là do ca quyết định. Tình Nhi nghe anh hết. Bây giờ em sẽ qua ngay, anh đợi em một lát. Cút ra cho tôi, đừng cản trở tôi đến nhà Trương Dịch. Những ngày tháng này tôi chịu đủ thôi. Tiện nhân không biết xấu hổ này, hại bọn tôi thảm như thế rồi, bây giờ muốn bỏ đi không chịu trách nhiệm, đừng có mơ. Vũ Tình, sao em lại đối với anh như thế? Không phải em nói ghét Trương Dịch nhất hay sao? Muốn làm người phụ nữ của anh sao? Tôi theo đuổi hạnh phúc của mình có vấn đề gì không? Ở cùng mấy người cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sau này mọi người dùng hết vật tư còn không phải chỉ ngồi chờ chết thôi sao? Em, Chu Bằng, anh là người tốt, nhưng yêu một người thì phải hy vọng người đó hạnh phúc, có đúng hay không? Mặc dù anh từng giúp tôi, nhưng suy cho cùng, anh có thể cho tôi nhiều thứ như Trương Dịch hay không? Em họ không cần phải tức giận với loại tiện nhân này. Bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Phương Vũ Tình, dựa vào cái gì mà cô chiếm lợi lộng một mình chứ? Thả tôi ra, các người thả tôi ra, để tôi đi đi. Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, à đàn bà này chỉ nghĩ cho bản thân mình, vốn dĩ chưa từng suy nghĩ cho những người khác. Trông chừng cô ta cho tôi, đừng để cô ta chạy thoát. Vừa nãy chỉ là xử lý tạm thời, nếu như không có thuốc, sau này rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Tôi vẫn còn một cách đối phó với Trương Dịch. Cách gì? Trong nhà Trương Dịch có lò sưởi trong tường, chứng tỏ hắn ta đã tích trữ rất nhiều nhiên liệu. Hơn nữa trong video, thức ăn ở trong phòng của hắn cũng vô cùng nhiều. Trước mắt dựa vào chúng ta căn bản không làm gì được Trương Dịch, không bằng để lộ tin tức này ra ngoài, để người của tòa nhà này đều biết. Mấy trăm người cộng thêm cả con chó điên Trần Chính Hào cũng phá nhà của hắn, đến lúc đó chúng ta có thể có phần. Mấy người như này là quá vô sỉ, sau này tôi sẽ chung sống cùng với Trương Dịch, các người làm như thế sau này tôi phải làm thế nào? Đều là do cô hại cả. Cô còn ở đây ní nghĩa hùng hồn tiện nhân. Dừng tay, Chu Bằng, ở đàn bà này hại chúng ta thành như này, còn muốn chạy vào trong lòng của tên đàn ông khác, có gì mà phải yêu thích chứ? Không cho phép chị nói cô ấy như thế, em thật lòng yêu Vũ Tình. Chỉ cần em dùng thời gian để cảm động cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ yêu em. Đừng sợ, có anh ở đây. Thiểm cầu vô dụng, để tiện nhân đấy quản sự sống chết của mày luôn đi. Các hàng xóm, bây giờ tôi mới biết, hóa ra vẫn còn người sống hạnh phúc như thế. Loại hành vi ích kỷ như này, quả thực là vô cùng vô liêm sỉ. Đây là ảnh và video trong nhà của Trương Dịch. Nghĩ xem gần đây chúng ta sống thế nào, hắn ta lại sống thế nào. Mọi người nói xem như này có công bằng hay không? Mọi người cùng thương lượng một chút, chúng ta rốt cuộc nên xử lý chuyện này như thế nào đây? Anh Hào đây, trong nhà tiểu tử này vậy mà quần nhiều đồ tốt như thế, vừa hay hận cũ thù mới cùng tính một thể. Trương Dịch, mọi người bây giờ sống rất thê thảm, sắp chết cóng chết đói rồi. Cậu có rất nhiều thức ăn, trong nhà còn có lò sưởi, chia sẻ với mọi người một ít đi. Đúng vậy, mọi người ghi nhớ lòng tốt của cậu. Tôi hy vọng cậu không phải là người không biết tốt xấu. Trương Dịch, tôi là chủ nhiệm của ủy ban khu phố của chúng ta. Tôi cũng là trưởng bối của khu nhà này. Tôi có quyết định cuối cùng, hãy mang những đồ dùng này đến và gì sẽ chia sẻ cùng với mọi người. Con tôi và tôi sắp chết đói thôi. Lúc trước không phải cậu khen bảo bối của tôi rất đáng yêu hay sao? Cứu chúng tôi đi, tôi có thể cho cậu nhận làm cha đỡ đầu. Kể cả khi cậu yêu cầu, có yêu cầu khác cũng được. Chỉ cần anh để tôi ở ké nhà anh, tôi có thể giao hết tất cả tài sản cho anh. Không, cha tôi đã chết rồi, tài sản hơn tỷ của gia đình chúng tôi sẽ trao cho anh.
Thấy. Dựa vào đâu tôi quen với các người hay sao? Lúc đó các người cũng giống như vậy, coi tôi như là thớ thịt, chặt đứt từng miếng thịt chia nhau ăn sao? Làm gì có người có thể nói nguyên tắc với một đám mất nhân tính như các người chứ? Thế này thật sự không sợ chết hay sao? Mỗi người chúng ta, một ngụm nước bọt đều có thể dìm chết hắn. Ơi tiểu tử này thật đúng là không ra gì, đến lúc này rồi còn muốn tận hưởng hạnh phúc của mình nữa. Một thằng nhóc ranh, đợi qua trận tuyết này tôi nhất định là sẽ xử lý cậu. Cậu còn nói tiếng người hay sao? Chúng ta là hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Sống một mình có ý nghĩa gì? Tuổi trẻ đừng chỉ nghĩ đến việc nằm một chỗ cho thoải mái, phải biết cống hiến. Nếu cậu không tin, nếu cậu giữ tin tức và bí mật tích trữ vật tư, thì sao chúng tôi biết sẽ đến có kết cục như hôm nay? Đúng vậy. Hiện tại mọi người đều thê thảm như vậy, đâu là lỗi của mày, mày phải chuộc tội. Ơi, ở nhà mỗi ngày thật là nhàm chán, hay là tìm chút thời gian để ra ngoài nhỉ? Đúng rồi, chẳng phải mình vẫn còn một chiếc xe trượt tuyết ở trong kho của mình hay sao? Mặc dù bây giờ tôi không thể đi, nhưng với cách này, sự an toàn của tôi trong tương lai sẽ được đảm bảo. Tôi có thể ra ngoài hít thở chút không khí. Châu Khả Nhi, Trương tiên sinh, gia đình chúng tôi thật sự là hết lương thực và thuốc men. Không hổ là bác sĩ, cô ta rất là lý trí. Thay vì đi xin của bố thí, lại muốn trao đổi. Kiếp trước Châu Khả Nhi chết là vì cô ta đưa cho Tạ Lệ Mai và con gái của bà ta số thức ăn cuối cùng. Cô ta trông lạnh lùng, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại nhiệt tình hơn những người khác. Hay là để cô ta lưu lại bên cạnh để chăm sóc cho mình cũng không tồi. Chỉ tiếc phụ nữ càng thông minh càng dễ phản bội. Mình rất là sợ chết nha. Mặc dù Châu Khả Nhi thực sự có thể cân nhắc điều đó, nhưng mình cũng chắc chắn 100% mình không thể nào để cô ta vào. Cô muốn trao đổi thì ít nhất là hãy nghĩ ra thứ gì đó hữu ích đối với tôi đi. Có thể là một phần phí tư vấn trả trước hay không. Tôi thực sự không thể nào cố được nữa. Tôi cũng chưa từng cầu xin một người đàn ông xa lạ như vậy. Tôi có thể cho cô thức ăn và thuốc men, nhưng cô cũng phải giúp tôi một việc. Việc gì? Rất đơn giản, những người hàng xóm kia rất nhanh sẽ không thể nào kiên trì được nữa và công kích tôi. Tôi muốn cô theo dõi kế hoạch hành động của bọn họ, báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Bác sĩ Châu, cô có lựa chọn phản bội bọn họ và đầu hàng tôi, hay là đi theo đám đông và tiếp tục đứng ngoài quan sát, còn phụ thuộc vào cô. Tôi đồng ý. Rất tốt, cắn câu rồi. Cô phải dùng tình báo để đổi lấy những đồ mà cô muốn. Tiếp theo phải làm những gì trong lòng cô cũng rõ rồi chứ? Tôi rõ rồi. Trương Dịch, cậu chết đâu rồi, mau trả lời chúng tôi đi. Rốt cuộc có giao đồ ra không? Được nước Nam tới đến nghiện rồi sao? Dù tôi có đem chúng đi đốt cũng không đến lượt các người được lợi đâu. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ngoan cố, để tôi xem cậu còn có thể nhẫn nhơ được bao lâu. Tôn Chí Siêu đã mời Trần Chính Hào vào nhóm. Mọi người, hiện tại mục tiêu hàng đầu của chúng ta là đối phó với Trương Dịch. Đồ trong nhà của hắn ta chắc chắn là nhiều hơn tất cả mọi người ở đây. Chỉ cần có thể hạ gục được hắn, chúng ta liền có thể nhận được số lớn vật tư. Cho nên tất cả mọi người không cần phải lo, tôi hiện tại sẽ không ra tay với bất kỳ ai. Nhưng lần hành động này phải chia một nửa số vật tư cho tôi. Đúng, hiện tại mọi người tạm thời buông bỏ ân oán, mục tiêu hàng đầu là tấn công vào nhà của Trương Dịch, lấy những thứ đồ thuộc về chúng ta. Đều điên hết rồi, phải thông báo cho Tiểu Trương thôi. Bọn họ hành động rồi, phải nhanh chóng báo cho anh ta. Trương Dịch, bọn họ sắp đến nhà anh rồi. Tôi biết rồi. Bọn họ xem xong video đều điên hết rồi. Nhà nào cũng chuẩn bị sang đó, anh không nghĩ cách sao? Lần này cô nhất định là đừng qua đây, nhớ đó. Tôi chỉ nhắc một lần thôi. Sau đó đợi xem kịch hay đi. Trương Dịch, đao trong tay, đi theo tôi giết Trương Dịch. Đáng chết, tên khốn ích kỷ đó. Đây đều là hắn tự tìm chết, chết cũng đáng. Trương Dịch, mau cút ra đây cho tao. Không muốn chết thì ra đây, đây chính là cơ hội cuối cùng của mày. Cơ hội cuối cùng của mày. Đừng để bọn tao xông vào, đến lúc đó nói gì cũng muộn rồi. Tôn Chí Siêu và Trần Chính Hào đúng là đồng đội tốt. Để các người tự đâm đầu vào chỗ chết. Một đám bia đỡ đạn hay sao? Trương Dịch, cút ra đây cho tao. Là điện cao áp, mau tránh ra. Anh Hào,
cửa nhà Trương Dịch có điện cao áp. Có mấy người đã? Vậy nên các người chuẩn bị rút quân hay sao? Trương Dịch, mày quả thực chính là súc sinh, giết hàng xóm của mình. Chúng ta phải giết Trương Dịch báo thù cho người hy sinh. Không cần sợ mọi người dùng gỗ đập cửa, hắn không có bao nhiêu thủ đoạn đã hết thủ đoạn rồi. Chỉ cần phá cánh cửa này, phía sau chính là lò sưởi thoải mái và thức ăn không thể nào ăn được đang chờ chúng ta. Chống chọi với cái lạnh và đói khát nửa tháng, chỉ cần có thể đi vào cánh cửa kia, đến được căn phòng ấm áp, chúng ta chết cũng đáng giá. Các anh em mau theo tôi mở cửa ra giết chết Trương Dinh. Ơi, đây là muốn cãi nhau đến khi nào? Tiếp tục đi, tôi sẽ chơi một bản nhạc để cung cấp cho các người sự phấn khích. Nát nữa xem mày, làm sao mà kiêu ngạo, giết mày ngay. Hôm nay mày phải chết, phải đền mạng cho ca ca của tao. Không, tôi không thể chuyện này. Đây là cánh cửa gì sao lại cứng như vậy? Cứ theo tốc độ này, phải khi nào mới có thể phá vỡ cái cửa này? Cái này, đây là cái cửa trộm của kho ngân hàng nơi tôi từng làm. Mẹ kiếp, vậy thứ này không có biện pháp phá vỡ hay sao? Đừng nói là dùng gỗ đụng, loại cửa chống trộm cao cấp nhất này, cho dù là dùng bom cũng không nổ được. Nếu không có chìa khóa, trừ phi là chuyên gia mở khóa cao cấp nhất thế giới mới có một cơ hội mở ra. Hắn có vũ khí, coi chừng. Đẩy tôi làm gì, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là anh đẩy tôi, ít giả vờ thanh cao cho tôi, coi chừng tôi sẽ giết cậu đầu tiên. Ơi, Trương Dịch, mày đúng là đồ súc sinh, chết tiệt. Ma quỷ, lợn chó không bằng cặn bã, sao mày không xuống địa ngục đi? Mọi người đừng vội, tôi có cách. Cửa nhà hắn là hợp kim chế tạo, chúng ta không thể nào mở ra. Cửa nhà hắn là hợp kim chế tạo, chúng ta không thể mở ra. Phải, sao tôi không nghĩ vậy? Chúng ta nhiều người như vậy, không bao lâu nữa có thể đập nát bức tường này. Chính là nó, ngay lập tức cậu tạc Trương Dịch kia sẽ cười không nổi. Ơi, sao lại khó như vậy? Cái này, bên trong bức tường này cũng là tấm sắt. Tại sao điều này lại xảy ra? Nhà ai xây tường bằng sắt thép? Tôi không tin ngôi nhà được làm bằng sắt. Tất cả các người cứ việc suy nghĩ câu hỏi. Tôi không quan tâm. Các bức tường bên ngoài của ngôi nhà này được gia cố bằng vật liệu thép tinh chế 20 phần. Đạn pháo đều không làm gì được, chỉ phá bằng chùy cùng dìu của các người. Cố nên cho ta, ngoại trừ vô nghĩa lãng phí năng lượng ra không có ý nghĩa gì. Chức năng giảm mồn đã được bật. Làm thế nào đây, điều này có thể xảy ra? Là ai đã làm ngôi nhà như thế này? Ban đầu chúng tôi chỉ thấy anh ta trang trí nhà, nhưng cũng không nghĩ rằng nó sẽ được sửa chữa như thế này. Trương Dịch, hắn ta đã biết sẽ có một ngày thảm họa băng tuyết. Tất cả những gì hắn làm là để đề phòng chúng ta. Tiểu nhân hèn hạ, chỉ lo mình còn sống, không nghĩ đến mọi người. Nếu tất cả chúng ta đều chết, ý nghĩa của việc anh sống một mình là gì? Cậu sẽ không cô đơn nếu cậu chỉ còn một mình trên toàn thế giới hay sao? Cậu có thể ngủ vào ban đêm hay không? Cậu sẽ không cảm thấy tội lỗi hay sao? Một ngày nào đó, cậu sẽ nghĩ về không giúp chúng tôi ngày hôm nay, bị đổ lỗi và hối hận, dây dưa suốt đời. Vội cái gì, đây chỉ là khởi đầu. Cho dù tường nhà hắn đều là đúc bằng sắt, vậy không phải còn có đỉnh đầu cùng với sàn nhà hay sao? Bình chia làm hai đường phá hủy, ta không tin hắn lấy một cái hộp sắt ra. Trần Chính Hào đầu óc rất dễ sử dụng, đáng tiếc tôi không ngu ngốc. Không đời nào, làm thế nào để vào đây? Phá dưới cũng vậy, trên dưới trái phải đều là tấm hợp kim, nhà Trương Dịch chính là một cái hộp sắt kín không kẽ hở. Đói quá, giống như sắp chết đói. Phải, đây không phải là thịt sao? Ây à, đâu vậy rồi mà vẫn còn hơi nóng? Đúng đó, mệt chết tôi rồi. Nghĩa nào thực sự không còn cách nào khác hay sao? Trương Dịch chết tiệt, sao cậu có thể sống như vậy so với nhiều người trong chúng tôi như vậy, hy sinh bản thân một chút không được hay sao? Không được sao? Có lẽ, có thể thử ra ban công xem thử. Cậu ta đã sửa sang, cửa sổ sắt đất ở sân thượng đã được thay bằng kính trong suốt.
cả một tấm kính lớn, biết đâu lại có cơ hội đột nhập. Cửa sổ, nếu đã có cửa sổ thì phải có lối ra, không thể nào bịt kín tất cả được. Chỉ cần có một cửa sổ, liền có thể lao vào. Nếu thật sự có show bài, đại khái sẽ giống như đám người này bây giờ. Tao đập vỡ cái kính này, mày tiêu đời rồi đồ khốn, cặn bã ích kỷ. Mày không có nhiều thời gian để phát điên đâu, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Nhiều đồ ngon như vậy, đều sẽ là của tao, đều sẽ là của tao. Rất nhanh thôi, các người sẽ không thể nào gọi nữa thôi. Cho các người sưởi ấm bằng những tên quỷ chết cóng này, đừng quên cảm ơn tôi. Trên trần có thứ gì đó? Ai nữa? Là Trương Dịch ném bom xăng. Ai, thà ngã chết còn hơn là bị thiêu sống. Cứu tôi với, cứu tôi. Không bao giờ. Cứu mạng, cứu tôi với. Tôi không muốn chết, mọi người cứu tôi đi. Cút cút, mày cút khỏi đây. Mày trong tình trạng như thế này vô phương cứu chữa rồi, đừng liên lụy bọn tao. Đừng qua đây, mày đã không thể nào cứu nữa rồi. Nếu cháy nan qua chúng ta thì phải làm sao? Cút xuống dưới đi. Ai, ấm quá, ấm quá. Trương Dịch, tôi sắp chết đói rồi, cứu tôi với. Dù cho chỉ là một mẩu bánh mì thôi cũng được. Làm ơn đi mà, là chúng tôi không đúng. Nhà cậu còn nhiều đồ như vậy mà, chia cho chúng tôi một chút đi. Sau này cậu muốn chúng tôi làm bất cứ điều gì cũng được, chúng tôi đều nghe cậu hết. Mọi người đừng như vậy, nhìn vậy khó chịu lắm. Tôi cảm thấy rất đau lòng, liền muốn ăn gì đó. Tôi có thể cho các người một cơ hội nữa. Bây giờ ai đi lấy đầu của Trần Chính Hào mang về đây, tôi sẽ cho người đó một tuần ăn mì như này, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tại sao không tiếp tục đánh đi? Chẳng lẽ Trương Dịch đã nói với bọn họ chuyện gì thôi? Các người muốn làm gì? Cút khỏi đây cho tôi. Ai có thể giết Trần Chính Hào, tôi sẽ lập tức cung cấp thức ăn cho người đó một tuần. Đồ đê tiện vô liêm sỉ, bây giờ còn đánh chủ ý lên tao sao? Đợi đã, mày đi rồi, vậy nhà Trương Dịch phải làm sao? Chết tiệt, đánh cũng không đánh vào được, còn có thể làm như nào nữa? Quay về nghĩ biện pháp khác đi. Hôm sau, thật sự muốn động thủ hay sao? Trần Chính Hào đã giết bao nhiêu người rồi? Chúng ta có thể đuổi theo hắn nổ súng trước khi có người đến. Tất cả mọi người đều ở đây, còn nói những lời thừa thãi đó làm gì? Cứ tiếp tục đói chết như này, đằng nào cũng chết. Một tên què như Trần Chính Hào có thể sống được bao lâu chứ? Thử trước đã, biết đâu có thể tìm được Trương Dịch đổi lấy thức ăn thì sao? Chậm gì gì đang đợi ai sao? Tranh thủ thời gian đi, muộn một chút nữa là sẽ bắt đầu lạnh lên đấy. Không phải chưa được ăn gì đâu, nhanh tay lên một chút. Nhân lúc này, anh Hào cẩn thận phía sau. Hơi muốn để ta chết, các người đi chết trước đi đã. Nhớ, cắn nát ra một chút cho ta. Thấy anh Hào, sau lưng của anh bị đâm trúng rồi. Bác sĩ Chu, tôi bị thương rồi, cô hãy qua đây giúp tôi băng bó một chút. Tôi sẽ không miễn phí giúp anh đâu. Hơi, những cái này tôi có thể chia cho cô một miếng. Không cần đâu, thay vì đụng vào những thứ này, tôi thà đi chết còn hơn. Thế thì tôi không nỡ đâu, bây giờ thế giới này, bên cạnh có một bác sĩ quá là quan trọng. Cô yên tâm, nếu như có một ngày bắt buộc là phải hy sinh cô, tôi cũng sẽ giữ cô lại đến cuối cùng. Các ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, trước khi vết thương của tôi chưa khỏi, cô không thể nào đi khỏi đây được. Nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nhưng nâu na này bây giờ đều dám phản kháng, đều gây bất lợi với chúng ta. Anh Hào, chúng ta đều đã tiến công qua nhà của Trương Dịch vài lần, nhưng mỗi lần đều bị thất bại. Nhà của bọn họ giống như là một mai rùa, không thể nào tấn công vào được. Tôi không tin hắn không ra ngoài. Chúng ta chuyển đến bên cạnh nhà của hắn luân phiên canh gác, đợi có cơ hội thì xử hắn.
Bác sĩ Chu đây là dự định đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Trần Chính Hào chuẩn bị chuyển đến bên nhà anh chờ chừng, chú ý an toàn. Biết rồi, cô cứ tiếp tục ở đó quan sát tình hình đi. Anh Hào, căn nhà này sau này chính là nhà của anh rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Nhà cứ đưa cho bọn họ là được rồi, thức ăn còn lại một chút có thể sống thêm được một khoảng thời gian. Vẫn là quá ngây thơ rồi, sao có thể tha cho vịt đã bày vào tận miệng chứ? Thời tiết quá lạnh, cũng phải cất giữ một chút lương thực để tránh đến lúc đó không có cơm mà ăn. Nhà của Vương Mẫn, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ngứa chết tôi thôi. Ơi không, không muốn thế này. Tôi không muốn chết, tôi vẫn chưa muốn chết. Xong rồi, chúng ta xong thật rồi, đều phải chết hết. Chị họ, chị đi cầu xin Trương Dịch lần nữa đi. Cứ thế này thì ba người bọn em đều sẽ chết. Tôi hết cách rồi, cậu tự cầu phúc đi. Mấy ngày sau, người ngồi dình mấy ngày vẫn không thành công, lại định làm cái trò gì? Ngoan ngoãn hết cho tao, chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì chúng ta vẫn có thể sống. Số đạn còn lại không còn nhiều nữa rồi, mấy ngày phòng thủ này đã ăn hết số lương thực còn lại, đề phòng người ngoài còn phải cảnh giác cả người dưới trướng tạo phản, nhất định là phải hạ được thằng rùa rụt đầu Trương Dịch kia. Anh ta sợ rồi, uy hiếp một đám người nằm tay chân cho mình, để tránh bị đám người khác vây đánh. Anh, bên anh thế nào rồi? Bọn Trần Chính Hào đã điên rồi, bây giờ tất cả đồ ăn đã bị hết rồi. Bọn chúng đang tập kết người, vẫn còn sức chiến đấu ở trong chung cư, xông vào nhà của những người yếu đập phá rồi cướp bóc. Mấy ngày này, ngày nào bọn họ cũng ra tìm người, chỉ cần tìm được phòng có người thì bọn họ sẽ tấn công, sau đó giết người, còn... Hai ngày này tôi chưa ăn một cái gì, cảm thấy mình sắp đói chết rồi. Trương Dịch, anh còn có thể cứu tôi hay không? Giữ Châu Khả Nhi này vẫn còn có tác dụng. Bác sĩ chữa trị chính ở bệnh viện hạng 3 rồi, không dễ tìm. Không thể nào để cô ta chết như vậy được. Dây dưa mấy ngày mình cũng chán rồi, cũng nên cho cô ta cơ hội, thuận tiện cho Trần Chính Hào một món ăn cứng. Cô làm cho tôi một chuyện. Chuyện thành công thì tôi có thể để cô sống tiếp. Trương Dịch, cút ra đây cho tao. Cả ngày chỉ biết trốn ở trong nhà, mày chính là một con rùa rụt đầu. Đồ phế vật vô dụng. Châu Bằng, cảm giác bị nhiễm trùng dễ chịu hay không? Vết thương của mày ít nhất là sâu vài xeng. Sau khi trực khuẩn uốn ván ở trên mũi tên sắt đi vào trong người của mày thì cũng giống như là ruồi gặp được thịt thối, bắt đầu sinh sôi không ngừng. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, còn máu thịt của mày lại ấm, vi khuẩn không ngừng sinh sôi trên mảnh giường ấm áp đó, ăn máu thịt của mày, cuối cùng chiếm lấy huyết quản và chảy khắp người của mày. Ơi Trương Dịch, tao giết mày. Nói chung là mày chết chắc rồi, nhiễm trùng giai đoạn cuối không thuốc gì cứu được cả. Ngược lại, nhân lúc mày còn chưa chết, làm những chuyện mà lúc sống mày vẫn chưa dám làm. Đúng, mày nói đúng. Ơi, mình sắp chết rồi, còn sợ cái gì? Vũ Tình. Châu Bằng, anh muốn làm gì? Vũ Tình, em đồng ý gả cho anh không? Không, tôi không đồng ý. Cái thằng sắp chết cút sang một bên, thối chết đi được, tôi còn phải đi tìm Trương Dịch. Anh là cái thá gì với tôi, anh đến cái lốp dự phòng cũng không phải. Không, không phải là thật, không. Em yêu anh sắp chết rồi. Chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Ở mãi, ở bên nhau mãi mãi. Không muốn, anh đi đi. Anh đi ra, anh thối quá, thật là ghê tởm. Cô dám chửi tôi thối. Ơi, cho cô chửi tôi này. Còn không phải là đều do cô hại. Bản thân anh vô dụng còn trách ai. Thằng phế vật chó cùng dứt dậu. Tuy nguy hiểm nhưng mình đã đồng ý với Trương Dịch. Hơn nữa, nếu không phải làm như thế này thì mình chắc chắn là cũng sẽ chết trên tay của bọn chúng. Tôi đi giúp anh ta.
Tôi biết là cô không nhịn nổi mà. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Được, đi giúp cậu ta đi. Rìu và củi gỗ đều ở bên đó, chặt ra cho tôi. Trông chừng đừng để lửa tắt. Cũng may bọn họ không có phòng bị với mình, có lẽ bây giờ có thể ra tay rồi. Thật không ngờ cũng có ngày bác sĩ Châu gia nhập vào đám người của chúng tôi. Tôi mang về ăn. Anh Hào nói đúng, đại mỹ nữ xinh đẹp như này, đuối quá thì cũng sẽ tự mình sa ngã. Tổng cộng đã bỏ hơn nửa lọ thuốc ngủ, một viên là đã có thể khiến người ta ngủ sâu trong vòng nửa tiếng. Bây giờ, điều mình cần làm là chờ đợi và cầu nguyện bọn họ không phát hiện ra nồi canh này đã bị mình động tay động chân vào. Anh Hào, sao hôm nay lại buồn ngủ thế nhỉ? Phí nơi, ăn no uống đủ, có thể không buồn ngủ hay sao? Thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Tôi đã cho bọn họ uống một lượng lớn thuốc ngủ thôi. Bọn họ đều đang ngủ say rồi. Tiếp theo anh định làm thế nào? Lôi bọn họ ra ban công. Rất tốt. Trần Chính Hào và lũ chân chó của anh ta đều đã ở đây rồi. Anh muốn giết bọn họ hay sao? Không phải là tôi ra tay mà là cô. Lục soát súng trên người của Trần Chính Hào rồi giao cho tôi. Sau đó lấy sợi dây thừng này, trói tay của bọn họ lại trên thanh lan can. Anh cũng cẩn thận quá rồi. Không thể nào đến giúp đỡ mình một chút hay sao? Cẩn thận không thừa, tôi sẽ không để mình mạo hiểm. Lấy hết đạn trong súng ra, rồi ném tất cả cùng với súng sang cho tôi. Xong thì cô có thể trở về trước rồi. Tôi làm sao có thể tin anh, nếu như sau đó anh lật mặt thì sao? Ngoài tin tôi thì cô không còn lựa chọn nào khác. Bề ngoài giống với cái nhìn thấy ở trong cam, chính là khẩu súng trong tay của Trần Chính Hào. Anh ta muốn làm cái gì? Làm đám người này bị lạnh chết, thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn, nhưng lại an toàn và có hiệu quả. Ơi, lạnh quá, tôi sắp lạnh chết rồi. Là ai làm, nước lạnh từ đâu ra? Chuyện gì thế này, mình bị hạ thuốc. Trường dịch. Các người làm loạn cũng đủ thôi, nên đi chết rồi. Được rồi, dù sao thì cũng sắp không sống nổi nữa rồi. Tới nước nữa cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cô đã vượt qua được kiểm tra của tôi, có thể qua đây rồi. Được, tôi lập tức qua đó. Bây giờ tôi đang ở cửa. Ngươi không quét được đồ vật nguy hiểm, rất tốt. Cô có thể vào rồi. Hơi nóng quá. Cảm giác ấm áp này quả thật là đã lâu không cảm nhận được rồi. Bác sĩ Châu, có phải cô đã quên mất chuyện quan trọng nào đó hay không? Ví dụ như chứng minh bản thân vô hại với tôi. Vậy anh muốn tôi làm như thế nào? Rất đơn giản, chứng minh cô không nén giấu vụ. Chứng minh cô không nén giấu vũ khí bất lợi đối với tôi. Cô đã hạ quyết tâm đứng trên cùng một chiếc thuyền với tôi thôi, thành thật với nhau, cũng không có bất cứ bất lợi gì. Ấy có phải hay không? Bây giờ thế này đã được hay chưa? Rất tốt, thái độ của cô rất tốt. Đi tắm nước ấm trước đi, kiên trì nhiều ngày như vậy cô đã vất vả rồi. Chuẩn bộ theo kích cỡ của cô thử xem có vừa hay không, nếu không được thì tôi tìm cho cô bộ khác. Tôi tắm xong rồi. Cảm ơn quần áo của anh, kích cỡ rất vừa người.
Ơi, ngồi đi. Cô phải nhớ, tôi cho cô vào đây. Tôi cho cô vào đây ở là bởi vì cô vẫn còn chút giá trị với tôi. Đây là ưu đãi cho cô. Cho nên cô bắt buộc là phải phục tùng mọi mệnh lệnh. Nhưng muốn âm mưu cái gì đó thì tôi sẽ giết cô không nương tay. Tên này đúng là máu lạnh đến cực điểm. Phòng ngủ phụ cho cô ở, trong phòng có cam. Cửa phòng và cửa nhà đều được làm với chất liệu chắc chắn. Chỉ cho phép ra vào trong thời gian quy định của tôi. Nếu như cô có bất kỳ dị nghị gì thì bây giờ có thể rời đi. Được, tôi sẽ nghe theo anh. Lựa chọn thông minh, cô cũng đã rõ tình huống ngoài kia rồi. Ngoài dựa vào tôi ra thì chắc chắn là không có con đường nào tốt hơn nữa. Cho nên bây giờ tôi muốn nói cho cô biết một bí mật. Cô nghe cho rõ đây. Bí mật? Anh muốn nói cho tôi biết? Có chung bí mật là bước quan trọng để thiết lập lên mối quan hệ hợp tác. Tôi dám làm thế đương nhiên cũng là vì tôi không sợ bí mật bị lộ ra ngoài. Người trước kia muốn giết tôi đều đã bị tôi giết rồi. Cô cũng không phải là không nhìn thấy. Tôi hiểu. Chắc cô cũng đã xem được tin tức ở trên mạng. Bởi vì siêu tân tinh bị nổ nên dẫn đến nổ tia gamma. Đây chính là nguyên nhân gây ra trận bão tuyết lần này. Theo tôi được biết thì tia gamma không chỉ có thể thay đổi thời tiết mà còn ảnh hưởng đến cơ thể người, khiến cho người bình thường có được dị năng. Ít nhất của tôi là thế này. Siêu năng lực tôi có được là một không gian độc lập. Trong căn phòng này cũng chẳng có gì, bởi vì phần lớn vật tư tôi đều tích trữ ở trong không gian. Một khi tôi chết thì những vật tư kia cũng sẽ biến mất theo. Cho nên chỉ có tôi sống thì cô mới có cơ hội sử dụng những thứ này, mới có thể sống tiếp. Không ngờ thật sự có tồn tại của siêu năng lực. Ăn đi, cái này là của cô. Cô vẫn chưa được tôi tín nhiệm hoàn toàn. Chắc cũng biết nên làm thế nào. Việc lặt vặt ở trong nhà này đừng để tôi cái gì cũng phải nói. Đường ống thoát nước đều đã bị đóng băng hết rồi. Lúc sử dụng nhà vệ sinh, nhớ vứt túi bọc được nắp đặt ở trong đó ra khỏi cửa bí mật của cửa sổ. Sau này chuyện này cũng sẽ do cô làm. Dùng sức lao động và đồ ăn để đổi lấy thù lao là nghĩa vụ của người hầu. Ngoài những thứ này ra thì cô còn có thể cho tôi được cái gì, bác sĩ Châu? Tôi hiểu chủ nhân. Ngày hôm sau, ai vẫn còn chưa tỉnh, xem ra hôm qua giày vò cô ấy quá rồi. Cô muốn ra ăn chút đồ hay không? Ơi, được, tôi đến ngay đây. Ăn xong chưa? Vẫn chưa no, nhưng không thể nào ăn quá nhiều thứ trong một lần, nếu không rất dễ dẫn đến trào ngược dạ dày. Vậy là ăn xong rồi, qua đây làm việc. Chúng ta cần phải làm cái gì? Đi đập cục băng kia. Người cũng đã chết rồi, vì sao còn phải làm như vậy? Cặn bã cho dù đã biến thành thi thể rồi thì vẫn là cặn bã. Để ở đây cực kỳ chướng mắt, giống như là ruồi vậy, làm người ta cực kỳ ghét. Hơn nữa, đập vỡ thi thể của bọn chúng là để cảnh cáo, cũng có thể khiến cho những người còn lại hiểu được ai mới là người không nên chọc vào nhất. Vì sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta, bác sĩ Châu, bây giờ đến lượt cô ra tay rồi. Anh cũng cẩn thận quá rồi đấy. Anh đang quay video, quay lại quá trình cho những tên không thành thật kia xem. Nói chung để cho bọn họ biết bây giờ tòa nhà này ai mới là lão đại. Ơi, tên ma quỷ này cuối cùng cũng đã chết rồi. Cuối cùng thì anh ta cũng đã chết rồi. Mình có thể ra ngoài rồi. Cái thứ đáng chết này chết hay lắm. Trần Chính Hào đã chết rồi. Từ nay về sau tòa nhà này sẽ do tôi quản lý. Trần Chính Hào là cậu giết?
Anh thật lợi hại, cũng may nhờ có anh tiêu diệt tên ác ma đáng chết kia. Trương Dịch, nhà của cậu còn đồ ăn hay không? Tôi sắp chết đói rồi. Con trai của tôi đã chết rồi, con gái của tôi cũng đã chết rồi, nhưng tôi vẫn muốn sống. Phương Vũ Tình, cô ta vậy mà còn có thể sống đến bây giờ. Trương Dịch, bây giờ anh đang ở cùng với Châu Khả Nhi hay sao? Anh Trương Dịch, nếu bây giờ Trần Chính Hào đã chết rồi, thì có phải là Tình Nhi có thể đến nhà anh rồi không? Không phải anh muốn cho Tình Nhi ăn no mặc ấm hay sao, sống hạnh phúc hay sao? Không cho phép anh ở với người phụ nữ khác. Anh là của em, tất cả những thứ của anh đều thuộc về em. Cô vẫn chưa chết à? Thì ra là anh Trương Dịch nghĩ rằng em đã chết rồi nên mới để cho con tiện nhân Châu Khả Nhi kia vào nhà của anh, có đúng hay không? Anh Trương Dịch, em vẫn còn muốn sống. Em mới là người yêu anh nhất, Châu Khả Nhi là cái thá gì chứ? Đuổi cô ta ra khỏi nhà đi, sau đó hai chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Ấy tiện nhân, thả tao ra, tao phải đến bên cạnh Trương Dịch. Ấy, tao thảm thành thế này, mày mới đáng chết. Mơ đẹp lắm, dựa vào cái gì mà mày có thể sống sót qua những ngày tháng tốt? Xuống địa ngục cùng với tao đi. Tôi sẽ không giống như nào bọn họ đâu, cho nên anh yên tâm. Nếu như Phương Vũ Tình nhìn thấy dáng vẻ của mình và Châu Khả Nhi ở bên nhau bây giờ, thì có phải là sẽ tức chết hay không? Ơi Tình Nhi, cô là người tốt, nhưng đáng tiếc cô đến quá muộn. Bây giờ tôi đang gặp người tốt hơn rồi. Cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi có đúng hay không? Không, anh không thể nào đối xử với tôi như vậy được. Tình Nhi yêu anh, Tình Nhi là người yêu anh nhất. Cô ta nhất định là lừa anh, cô ta thật sự không thích anh đâu. Anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh tôi mới là người mà anh yêu thật sự. Không cần đâu, tôi và Khả Nhi quả thật là yêu nhau thật lòng. Cô ấy mạnh hơn cô rất nhiều, sao tôi có thể vì cô mà bỏ rơi cô ấy được chứ? Cô cảm thấy cô có đủ tư cách hay không? Sau này chúng ta vẫn là đừng nên liên lạc với nhau nữa, tôi sợ cô ấy hiểu lầm. Tôi không tin. Trương Dịch, rõ ràng trước đây anh một lòng một dạ với tôi như vậy, kiên trì 2 năm trời. Nhưng tại sao bây giờ tôi đã chủ động như vậy rồi, anh lại thay lòng rồi? Đều trách chú Khả Nhi, con tiện nhân đó tại sao lại cướp đồ của tôi chứ? Cô ta là đồ đáng ghét. Bạch Niên Hoa, chỉ là cô tự mình đa tình, đây chính là báo ứng. Cô có ngày hôm nay hoàn toàn là đáng đời. Chơi cũng chơi đủ thôi, không cần thiết phải tiếp tục quan tâm đến nữ nhân này nữa. Dù sao không lâu nữa, cô ta sẽ chết ở trong mặt thế. Có phải em cảm thấy anh rất là tàn nhẫn hay không? Em tin anh làm như vậy nhất định là có lý do của mình. Em hiểu là tốt. Đã nấu xong cơm chưa rồi? Em tự ăn đi, hãy nếm thử trước. Bão tuyết lập tức sẽ qua, họ hàng của tôi ở phía trên. Anh ta nói với tôi, mọi người bây giờ phải nghe theo tôi, nếu không đến lúc đó đều đem mọi người ra bắn. Nghe thấy chưa hả? Bây giờ lập tức đưa đồ ăn qua cho tôi. Đây là còn sợ mình hạ độc hay sao? Đúng là kỳ lạ, mình nhớ Trần Chính Hào trước đây chính là Lâm Đại Ma. Cô ta sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Ban đầu khi em đi thăm bệnh Lâm Tiểu Hổ, thấy họ đáng thương, nên cho bọn họ một chút vật tư. Lúc đó bão tuyết chỉ vừa mới bắt đầu, em còn cho rằng rất nhanh sẽ qua. Bây giờ biết được tình hình nhất định là sẽ không tùy ý hành sự nữa. Vấn đề không phải là cái này. Vật tư mà em đưa có lẽ sớm đã ăn hết rồi đúng không? Cô ta là dựa vào cái gì mà chống chọi đến bây giờ? Lâm Tiểu Hồ bởi vì không có thuốc, cho nên tầm 10 ngày trước đã chết rồi. Thì ra là như vậy, nếu như vậy thì có thể nói thông thôi. Bão tuyết này rốt cuộc lúc nào mới kết thúc đây? Ai mà biết được chứ? Thay đổi của tự nhiên vốn dĩ không phải là loài người có thể nắm bắt được. Chỉ cần chúng ta có thể sống là tốt rồi. Viu Đại Thúc. Alo, Viu Đại Thúc. Trương Dịch. Ơi, bây giờ cậu có khỏe hay không? Chú Viu, chú khách sáo với cháu như thế làm gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra được.
Chỉ cần cháu có thể giúp thì cháu chắc chắn là sẽ giúp đỡ. Chú Viu là một trong số ít người tốt, thành thật, trung hậu, lại còn là người luyện võ. Bây giờ mua chuộc, sau này cũng có chỗ cho mình dùng. Là thế này, Đường Bảo con cái của Tạ Lệ Mai phát sốt rồi, nhà chú không có thuốc. Bây giờ người của nó đỏ ửng hết cả lên, chú và mẹ của nó đều sắp sốt ruột chết rồi. Cháu, chỗ của cháu còn thuốc hay không? Chú Viu đánh đấm cả một đời, bây giờ Tạ Lệ Mai trẻ tuổi dáng người đẹp, chắc hẳn là hơn nửa là chủ động tìm tới, chú ấy không kiềm chế được mới. Thì ra là như thế, thuốc thì cháu vẫn còn vài hộp, chút nữa chú đến chỗ cháu lấy. Chuyện này Trương Dịch, cháu bảo chú đến cảm ơn cháu thế nào đây? Chú đã giúp đỡ cháu hai lần, cháu cũng nói luôn, chỉ cần ngày nào đó chú cần dùng tới cháu, thì cháu chắc chắn là sẽ không từ chối. Lời này nói có chút xa cách rồi, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chú Viu còn thân thiết hơn cả chú ruột của cháu. Đừng nói lời khách sáo với cháu, mau tới lấy thuốc đi. Tạ Lệ Mai quả nhiên là không đơn giản, trong cả tòa chung cư, chỉ có chú Viu tích trữ vật tư theo lời nhắc nhở của mình. Nhiều người như vậy chỉ có cô ta là đã tìm được lựa chọn tốt nhất. Quan hệ của anh và chú Viu tốt như thế sao? Thế giới ồn ào tấp nập, tất cả đều là bởi vì lợi ích. Chút quan hệ này cũng thích hợp dùng ở mặt thế. Chú Viu là một người lương thiện, hơn nữa còn là người đánh võ rất giỏi, để chú ấy nợ tôi một ân tình. Tương lai nói không chừng còn có thể dùng tới chú ấy. Hơn nữa xét cho cùng, thì tôi cũng không muốn vầng sáng tình người trên người của chú ấy vụt tắt trong thời mặt thế này. Đó là thứ đồ cực kỳ chân quý. Trương Dịch, chú là Viu Kế Quang, cháu có ở nhà hay không? Cô ta đến để làm gì? Là chú Viu sao? Đúng là chú. Trương Dịch, Đường Bảo nhà tôi sốt cao không ha? Cậu giúp nó đi. Mau lấy thuốc rồi cho uống đi. Đã lúc này rồi, bị bệnh không phải là chuyện nhỏ đâu. Trương Dịch, cảm ơn cháu, thật sự là rất cảm ơn cháu. Trương Dịch, cầu xin cậu có thể cho tôi ở trong nhà cậu một khoảng thời gian hay không? Trong nhà cậu có lò sưởi, ấm áp hơn bên ngoài, nhà chúng tôi đều rất là lạnh. Bây giờ con bé đã bị bệnh rồi, tôi lo nó sẽ bị lạnh chết mất. Cậu rủ chút lòng từ bi giúp chúng tôi. Đây là được voi đòi tiền, chỉ sợ là lúc cho mẹ con bé vào thì người làm mẹ như cô cũng có thể ké chút sáng cùng hưởng phúc đúng hay không? Là chị Tạ, thời điểm đặc biệt này tôi không thể nào để người khác vào nhà được. Hơn nữa, than đá ở trong nhà cũng sắp đốt hết rồi, nhiệt độ cũng không ấm hơn bên ngoài được bao nhiêu. Trương Dịch đã tốt với chúng ta lắm rồi, còn cho con bé thuốc, chúng ta về đắp thêm mấy lớp quần áo nữa là được, không lạnh đâu. Một người đàn ông như anh thì hiểu cái gì? Con bé nó nhỏ như thế này làm sao có thể chịu được? Trương Dịch, tôi biết bây giờ yêu cầu những cái này không được thích hợp, nhưng quả thật là hết cách rồi. Cầu xin cậu lẻ tình con bé, cũng xin cậu lẻ tình anh Viu, để cho con bé ở trong nhà cậu một đoạn thời gian đi. Nếu như là trước mặt thế, tôi chắc chắn là sẽ đồng ý, nhưng hai người cũng biết đấy. Bây giờ trong tòa nhà này, tất cả mọi người đều muốn lấy mạng của tôi, rồi chiếm lấy nhà của tôi. Tôi quả thực là đã bị sợ, dọa sợ rồi. Không sợ gì, chỉ sợ lỡ như. Hai người chắc chắn là có thể hiểu cho tôi, có đúng hay không chú Viu? Đúng, Trương Dịch đã rất tốt với chúng ta rồi. Nếu không, thì ai sẽ đồng ý cho chúng ta thuốc chứ? Cô không biết bây giờ có thể lấy được thuốc khó khăn thế nào hay không? Nhưng không phải là cậu ta để cho Châu Khả Nhi vào nhà cậu ta ở hay sao? Châu Khả Nhi là bạn gái của tôi, có vấn đề gì không? Tuy có lẽ chỉ là tùy miệng nói, nhưng mà không biết vì sao, có thể nghe thấy anh ta nói như thế mình lại thấy rất vui. Đi thôi, đừng gây thêm phiền phức cho người ta nữa. Trương Dịch đã rất tốt đối với chúng ta rồi, đừng quá đáng quá. Em biết, em cũng không muốn làm như thế này, tất cả đều là vì con thôi. Xin lỗi cháu Trương Dịch, cháu đừng tính toán với cô ấy, chuyện lần này cảm ơn cháu. Không sao, cháu có thể hiểu, thời điểm đặc biệt mọi người tha thứ cho nhau. Có Tạ Lệ Mai, đúng là rất phiền phức. Loại người như cô ta không phải là rất nhiều hay sao? Nói cũng phải. Nhưng quan hệ của tôi và chú Viu rất tốt, phải đề phòng cô ta giở trò.
đến lúc đó làm hỏng kế hoạch của tôi. Sao cô còn có thể được voi đòi tiền? Sao cô có thể để người ta chăm con cho cô? Em thế không phải là vì con hay sao? Nếu như con bé có gì xảy ra, có xảy ra chuyện gì thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ơi, không phải là anh không hiểu, nhưng làm người ít nhất là cũng phải hiểu tri ân báo đáp. Nếu như không có chương trình, thì tôi căn bản là chưa từng nghĩ tới tích trữ vật tư, cũng không sống được đến bây giờ. Sau này nhất định là phải tìm cơ hội báo đáp đại ân đại đức này. Thật ra em thấy anh cũng không cần phải đội ơn Trương Dịch như thế. Ít nhất là cậu ta vẫn còn phòng bị anh, có đúng hay không? Cô có ý gì? Người ta có lòng tốt, giờ đến miệng của cô nói thành cái gì rồi? Em không hề nói bậy. Em thấy cậu ta đã từng giúp đỡ anh, nhưng cậu ta cũng không bị tổn thất gì lớn. Hộp thuốc kia còn vứt ra, còn không phải là phòng bị hay sao? Nói không chừng là cậu ta cố tình cho anh chút ơn phước, sau đó mong anh ở trong tương lai có ngày có thể làm việc cho cậu ta. Nếu như cậu ta thật sự là người tốt thì có thể làm ra những thủ đoạn độc ác kia hay sao? Giết hàng xóm, mấy chục mạng người. Hơn nữa nhà cậu ta cũng lớn, cho ba người chúng ta vào ở cùng không nhiều, có cái gì mà không? Đủ rồi. Sau này đừng có nói lời, đừng có nói loại lời như thế này nữa. Tốt xấu, mưu kế quang tôi vẫn chưa thể phân biệt được rõ được, kể cả ân nhân của mình mà cũng nghi ngờ như vậy thì tôi còn có phải là người hay không? Xin lỗi, là em không đúng, nhưng em cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Thời điểm này mọi người cẩn thận một chút cũng không sai. Hôm nay tôi ngủ ngoài phòng khách, hai mẹ con cô dùng chăn to đi. Em lập tức chuyển đệm trẻ em sang. Bây giờ vẫn không thể nào bỏ cuộc, nhất định là phải tiếp tục tìm cơ hội vào trong nhà của Trương Dịch. Con gái, vì để hai mẹ con chúng ta có thể sống tiếp, cho dù phải trả giá lớn như thế nào, mẹ cũng không quan tâm.